Thầy Quyền tiếp tục giới thiệu với các em thí nghiệm giữa dung dịch natri hydroxit tác dụng với dung dịch kẽm clorua. Thầy cho dung dịch kẽm clorua vào cốc mà chứa nước. Thì ta sẽ được dung dịch kẽm clorua loãng hơn so với dung dịch trong lọ. Bây giờ thì nhỏ dung dịch natri hydroxit, các bạn quan sát hiện tượng. Ta thấy có xuất hiện chất màu trắng và dạng keo. Nên các bạn nhìn cái cả khối đúng không? Nó không, chất mới này, chất màu trắng dạng keo, không tan trong nước, cái chất này lắng xuống gọi là kết tổ trắng. Vậy cái hiện tượng có chất mới tạo ra như thế này chứng tỏ rằng đã xảy ra phản ứng hóa học giữa dung dịch kẽm clorua và dung dịch natri hydroxit. Thầy cho lượng các chất phản ứng tăng lên thì lượng kết tổ tạo ra nhiều hơn. Vậy cái hiện tượng này, cái hiện tượng mà các bạn vừa quan sát vậy, thì nó được biểu diễn bởi phương trình hóa học như thế nào? Các em hãy nhìn trên bảng. Dung dịch kẽm clorua tác dụng với dung dịch natri hydroxit. Cả hai dung dịch này đều không có màu. Kẽm clorua là muối, natri hydroxit là một dung dịch bazơ hay là dung dịch có môi trường bazơ hay có tính bazơ mạnh. Thì đây là phản ứng giữa muối tác dụng với bazơ thì tạo thành muối mới và bazơ mới. Cái hiện tượng mà đã xảy ra như vậy chắc chắn hai thằng này đã tác dụng với nhau. Vậy phản ứng giữa muối và bazơ là phản ứng trao đổi. Vậy các chất này đã trao đổi với nhau thì phải như thế nào? Ở đây ta thấy là bazơ mới sẽ là sự kết hợp của kẽm với nhóm OH. Muối mới là sự kết hợp của NaGCl. Thì các bạn phải xác định được là để lập công thức của các chất sản phẩm cho đúng thì ta phải xác định được hóa trị của nó. Kẽm thì hóa trị 2, gốc clorua trị 1, natri trị 1, OH hóa trị 1. Vậy bazơ mới sẽ là sự là công thức là ZnOH thì là ZnOH2 cộng với Na trị 1 Cl trị 1 thì công thức là NaCl. Ta nhìn vào phương trình thì bên này có 2 OH, bên này có 1 thôi, rõ ràng phương trình chưa cân bằng. Cái bên này có 2 OH, bên này có 1 thì dĩ nhiên ta phải đặt lên là 2. Và đặt lên là 2 thì có 2 Na và bên này có 2 Cl thì phải đặt lên 2. Thì ta thấy là muối clorua là natri clorua là muối tan. Vậy chất kết tủa đấy phải là kẽm hydroxit. Cái này kết tủa dạng keo màu trắng. Vậy kết tủa này người ta gọi là kết tủa keo trắng. Nó gần giống như kết tủa của nhôm hydroxit. Nhìn trên nền tảng kiến thức của lớp 8, lớp 9, lớp 10 thì ta nhìn trên cái phương trình hóa học ở dạng phân tử như vậy. Còn nếu nhìn trên nền tảng kiến thức của lớp 11 và lớp 12 thì ta cần phải đánh giá thêm một lượng kiến thức nữa. Đó là lượng kiến thức về chất điện ly và các phản ứng hóa học xảy ra trong dịch là sự kết hợp của các ion. Ở đây ta thấy là kẽm clorua là muối tan. Vì vậy chúng là chất điện ly mạnh, phân ly thành kẽm 2 cộng với 2 clo trừ. NaOH là bazơ mạnh, phân ly thành Na cộng với OH trừ. Nhưng có 2 đằng trước ta sẽ có 2 Na cộng và 2 OH trừ. Kẽm hydroxit là chất không tan trong nước thì giữ nguyên là dạng phân tử kết tủa cộng với natri clorua là muối tan thì phân ly thành Na cộng và Cl trừ.
Nhưng vì có hai đằng trước chúng ta sẽ có hai Na cộng và hai clo trừ. Ta thấy ion clo trừ không tham gia phản ứng học. Ion Na cộng cũng không tham gia phản ứng học. Vậy khi nhỏ dung dịch kém cloro vào dung dịch natri hydroxit hay ngược lại dung dịch natri hydroxit và kém cloro thì ta có phương trình ion rút gọn là kém 2 cộng cộng với 2 OH trừ tạo thành chất mới là kẽm hydroxit hai lần kết màu trắng. Và kết tổ trắng này các bạn cần phải thêm ý đó là dạng keo. Để ta phân biệt với các kết tổ trắng khác, các kết tổ trắng khác nó không phải dạng keo như này mà nó là dạng bột. Các chất tan ấy đều là những từng hạt màu trắng nhỏ với tán đều dung dịch và lắng xuống, thì phần dưới này là một lớp bột màu trắng giống như kiểu là bột sắn sống ấy, xong là hòa tan trong nước xong nó lắng xuống vậy. Còn cái này nó không phải thế, mà đây là chính là cái kết tủa này nó ở dạng keo, lắng là nó lắng xuống cả khối luôn. Vậy cái nội dung thầy thể hiện trên bảng và các hiện tượng hóa học mà các em nhìn thấy ở trên ống nghiệm đã kết thúc cái phần thí nghiệm này. Xin hẹn các em ở thí nghiệm tiếp theo trên Học Hóa Trong Con. Xin chào và hẹn gặp lại các em.